Ừ, ok Rồi. rồi. Xem coi đi. Rồi, chạy Postman luôn hay là em nói code thôi? Đầu tiên thì em chạy Postman trước cho anh đi, rồi code để tính sau. Rồi cho anh biết em đã làm được những tính năng gì trong thời gian mốc project. Là em làm hết là tiếp mắt cái API cho phần user thì em có phân quyền cho admin và user, và thì rồi dưới lại cái phần đăng login với đăng ký thì cái này thì em xem qua anh á, Ok, nên đầu là tiên em cho nói anh vậy coi. thôi. Đầu tiên cho anh coi trước cái register đi. Rồi, ok. Rồi tạo cho Register của em anh á thì dạ đây em có cái sẵn luôn. name chính đi. Tạo lại cho anh một cái mới đi. Làm được cái mới cho sướng, Phạm Văn Chính. Rồi, username chính Phạm. Rồi ok, email chính chính là còng@gmail.com. Rồi, số điện thoại để vậy đi cũng được, không sao. Rồi đổi cho anh cái birthday. Ok thôi, đi 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 luôn đi. Đi đi. Rồi. Rồi, success đúng không? Ok, rồi success rồi thì cầm cái username password. Password đâu em? Dạ bắt buộc, À tại em vì không nó trả nghe đúng em không? bắn. Dạ Ok, anh hiểu ý. Thôi, tốt rồi, mở login cho anh đi. Copy paste đi không? Ổng chậm quá đấy. gõ mấy Rồi. bàn tay anh. Rồi, ok, đầu tiên anh hỏi là hiện tại anh được tạo account xong, anh có quyền gì? Có quyền gì? Tài khoản của anh thì hiện tại đang ở quyền user, thì user thì Giờ. có thể tạo cái cạp với in, kiểu như là tạo cạp rồi index cạp với xóa cạp, rồi Rồi. có thể thêm các chi tiết trong cái cạp nữa. Ok. Anh có thể thêm sản phẩm không? Dạ không. Rồi, thử chạy cho anh cái thêm sản phẩm xem nào. Nhớ lấy cái token nha, đừng quên nha. Ok. Rồi. Có sao để đấy? Để trong cái header chứ giờ. Ủa, em để trong Không, đấy cái à? này nó gắn kiểu nó gắn giùm mình luôn rồi, nó bỏ giùm mình Gắn đi. giùm em. À gắn bỏ đây cho Dạ em đúng không? À ok, anh hiểu dạ rồi. Ok rồi, send. cái này thì em để theo category em hiện có luôn á, là Rồi. có mấy. Ok, đồng ý. Rồi, send đi cho anh nào. Rồi. Lẽ ra cái này các bạn nên có một cái message cho anh ha, chứ để mỗi cái 401 unauthor thì không được lắm đâu. Lần sau nhớ là bổ sung thêm cho nó cái message nữa, nhìn cho nó chuyên nghiệp ha. Nhớ hình như là nếu mà gắn message thì phải cần có cái exception rồi. Thế em tạo ra em có thể gắn exception vào cho cái 401 cho cái 401 mà. Được, được, làm được. Chưa làm thôi, chưa làm được đấy. Rồi, ok. Bây giờ vậy em nói là có thể add to cart đúng không? Add to cart cho anh một cái đi. Add to cart cho anh một cái đi. Để em tải cho một cái cạc nha. Insert cart là sao nhỉ? Là em thêm một cái cart hả? Tại vì kiểu em sẽ chia ra thành phần nhỏ nhỏ nhỏ, là cứ em sẽ tạo một cái ID cạc chung, xong rồi sau đó em sẽ tạo từng cái item bỏ vào trong cái cạc đó. Cái card này khi nào thời điểm nào là thời điểm tạo em biết không? Khi mà người dùng muốn bắt đầu thêm một cái sản phẩm đầu tiên vào trong cái giỏ hàng. Thông thường thì có hai cách. Một cách đầu tiên ấy đó là đúng như em nói. Cách thứ hai ấy là một cái card nó sẽ được gắn với lại một user suốt đời luôn. Đó, em mua sản phẩm thì nó bỏ vào cái card đấy. Em mua xong thì nó remove hết sản phẩm của card ra. Tức là một cái card đôi khi nó sẽ tồn tại suốt đời, thì em có thể chọn một trong hai được ha. Nhưng nhớ rằng là lúc nào cũng vậy, user chỉ làm việc được với một card ở một thời điểm thôi. Ok rồi, send đi cho anh coi nào. Vì trong này nó chạy kiểu chạy ID mà nó không xuất ra ID á, nên là phải kiểm tra lại. Rồi ok. Rồi ok, ba. Ủa cái card respond DTO nhỏ cái là gì vậy? Cái này là danh sách cái like item anh, Vậy thì là phải card card like item. chứ.
Vậy phải cặc like chứ. Rồi, dính trưởng nha. Rồi, ok, tốt. Không sao, vậy được rồi, không sao. Anh không quan trọng mấy cái chính tả cho lắm. Rồi, bây giờ là em đã tạo ra một cái gọi là một cái cạc rồi đúng không? Rồi, bây giờ em insert sản phẩm vào trong cạc cho anh coi nào. Được, chính xác rồi. Làm về tốt đấy. Đây là một sản phẩm em đổi. Thường thường nhá này, anh nói này, thường thường em insert một sản phẩm vào trong cạc ấy, em không cần bỏ thông tin của cạc, em chỉ cần bỏ đúng một cái duy nhất là product ID thôi. Product ID và quantity. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền đúng không? Cái giá tiền đúng không? Người ta sẽ móc từ database lên. Cái tên đúng không? Người ta cũng sẽ móc từ database lên. Hiểu ý Ở anh nói trên không? dạ hiểu cái này ở trên front không xử lý nhanh Không, những kiểu cái em bởi vì nhá, giá tiền ấy nếu mà để em để cho front end họ nhập ấy, lỡ hacker nó vào nó thay đổi giá trị của tiền sao? Đúng không? Front end họ tức là front end họ họ request xuống back end đúng không? Mà nếu mà em tính tiền dựa trên cái giá mà front end chuyển xuống, lỡ front end chuyển sai thì sao? Hoặc lỡ hacker họ cố tình chuyển sai thì sao? Đúng không? Cho nên ấy, cái giá tiền, cái thông tin của product ấy, toàn bộ tất cả đều sẽ lấy từ dưới database lên. Em chỉ truyền đúng cái product ID để người ta dựa vào cái ID đó, người ta đi người ta móc dữ liệu từ dưới database lên thôi. Clear chưa? Ok rồi, quantity bằng 3 rồi, ok, send cho anh coi nào. What? Rồi xíu xong, rồi xong. Không, lỗi 500 không phải là lỗi liên quan đến token, lỗi 500 là lỗi khác, lỗi xử lý rồi, logic rồi. cái cạp anh lại nó bị sai đi. Nó sai ID thì em phải có hình thức trước khi mà em insert xuống, em phải check xem cái cạc có tồn tại không chứ. Dạ Đúng không? có Trong code có check không? dạ có anh, nó chắc Có. nó báo lỗi á, nó À, đây ok rồi. Đó. nhưng Ý mà là nó em quanh reception, nó quanh trong này không à. ý là em phải cover cái lỗi chứ. Có nhớ cái con à đúng rồi, anh đã hướng dẫn các bạn cái gọi là exception handling chưa? Vậy chưa? Chưa rồi, ok về về nhà đọc cho anh cái khái niệm này. Rồi. Đây là một khái niệm rất là hay và nó sẽ giúp các bạn handle các cái lỗi nhá. Rồi, về đọc giúp anh cái này đi. Nó là một cái rất là hay đấy và các em có thể thấy được cái hay của nó sau khi đọc. Nó sẽ tóm tất cả các exception cho em. Rồi, ok, tiếp tục đi. Rồi, bây giờ em add to cart được rồi đúng không? Rồi, bây giờ anh muốn em add to cart nhưng mà em thay vì là 3 sản phẩm đúng không? Em thêm 2 sản phẩm nữa, tức là thành 5 đúng không? Clear anh không? Là tăng số lượng đúng không Tức là hiện tại người ta có 3 đúng không? Bây giờ em dạ khi mà bây giờ em insert cart item ấy thì nó có tăng không? Hay là nó vẫn hay nó đè lên hay là nó tạo ra một cái cart khác? em làm theo kiểu là đè lên Đè lên hả? Tức là nó sẽ mất cái 3 cái trước đó đi đúng không? Vậy là chưa được ha, làm vậy là sai rồi. Ví dụ khi người ta add to cart vào ấy, nếu mà em đã có tồn tại sẵn cái product đó rồi thì người ta chỉ tăng cái quantity lên thôi và người ta tính lại cái tiền thôi chứ đâu ai làm vậy đúng không? Rồi nó lại cái đó cho anh đi, nó lại Lại làm đi theo kiểu là rồi lái hết dữ liệu từ trên đưa xuống này. làm vậy. Đúng, làm vậy nó dễ, làm vậy rất là dễ, nhưng làm vậy nó không đúng thực tế. Thực tế làm gì có chuyện mà bây giờ em add sản phẩm mới vào nó đè lên sản phẩm cũ. Em để ý nhá, ví dụ em vào trang Tiki em mua 3 cuốn sách đi, xong em mua tiếp 2 cuốn sách nữa nó sẽ thành 5 cuốn đúng không? Đó, rồi ok. Rồi cái update các cái item của em ở đây đang là gì nhỉ? Là kiểu em update trên mấy cái số này Chỗ này hả? Update xong giá tiền nó có thay đổi không? Tại vì em cái update quyền nó như như là insert đó là nó sẽ có những cái thông tin lái từ thông tin ở trên đưa xuống. Rồi, cái insert của em đang thiếu kìa, biết thiếu gì không? Thiếu cái total price kìa. Em insert cái cạc xong thì nó phải trả về cho em cái tổng giá trị của cạc hiện tại chứ. Cái giá tiền nó phải thay đổi chứ đúng không? Đúng không? Em phải tính tiền hộ người ta chứ. Em lại bắt người ta tự tính à? Đâu có Em đúng tính để đâu. nó bên order nên là không làm bên này. Không, cạc phải có rồi, cạc phải có total price rồi. Chứ bây giờ khách hàng người ta chưa confirm, người ta chưa biết rằng cái giá cạc của người ta bao nhiêu tiền, làm sao người ta có thể mua cho em được. Đúng không? Rồi ok, cái đó thiếu ha. Rồi. Từ cái cạc em đi ra order được chưa?
Dạ chưa. Làm order chưa? Chưa à. Mới Kiểu làm em làm mới. ở code cũ rồi chứ còn chưa có thay đổi theo theo cái mới mới đây. Mới làm được như đó thôi đúng không? Dạ. Rồi ok, cho anh coi cái phần mà phần verify cái quyền của em trong cái filter nào. Anh biết cái đó là cái khó nên anh muốn hỏi thử xem nó như nào. Đâu? Nó đâu? Ở đây thì em lái cái path là cái get server path với cái method để em so sánh á, xong rồi em vào và Cái em này so em sánh có như thể thế đặt này. đừng đặt là check API ha, đặt nó là authorization service nhá. Vậy nghe cho nó chuyên nghiệp hơn. Rồi ok, ở đây là bạn sẽ phải own đây nhỉ, anh chưa hiểu lắm. Tại vì em lái hết tất cả các API hiện có trong cái ra để em chạy em tìm kiếm luôn á. Bữa giờ học kêu là tránh không làm file own rồi mà, nhớ không? Dạ Cấm nhớ. làm file own rồi mà, nhớ không? Dạ nhớ. Đó, tại sao làm vậy được? Nếu đúng ấy, em làm thì anh nghĩ là em phải dùng cái path, dùng cái method để em xuống database, em móc lên chứ. Vậy nó mới chuẩn chứ, đúng không? Chắc phải móc này thôi. Tại vì Phải em phải không bài định móc thôi. theo bạc theo cái bạc đó, nhưng mà cái bạc Ừ. là kiểu nó viết theo cái thằng cái React hồi bữa anh nói, nên là Ok được, đồng ý. dạ. Rồi ok, được, nếu làm vậy thì anh cũng đồng ý chấp nhận cho em. Nhưng mà nếu mà em file own như vậy, thông thường anh nghĩ này, đó là khi mà người ta load project lần đầu ấy, người ta start up ấy thì em file own là chuẩn. Em file own luôn, em để vào trong một cái bộ nhớ static của cái ứng dụng thì nó sẽ hợp lý hơn. Hiểu hiểu, hiểu ý không? Hiểu. Ừ, còn không em khởi tạo một cái bin, trong bin này em đóng đóng hết cái đống dữ liệu bỏ vào bin cho anh. Nãy em có thể móc ra được à. Lót lại cái đó ha. Cái đó là một cái hình thức của kết, tức là người ta gọi là caching in memory, tức là kết bằng ứng dụng của em, kết bằng RAM của em luôn. Còn thông thường ấy thì người ta sẽ kết bằng Redis chứ không kết bằng RAM, người ta sẽ kết bằng một cái bên thứ ba. Còn em kết bằng RAM thì nếu mà làm project dạng nhỏ nhỏ ấy, như này ấy, thì được. Bữa trước em có hỏi anh vụ đó đúng không? Dạ có, em hỏi anh Ừ. cái này dùng để dùng Redis á. Ừ, rồi ok, rồi ok. Ok, anh nhìn sơ sơ là anh cũng biết được cái phương án của em rồi, cách làm của em rồi. Được. Ngoại trừ những cái này ra còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Em làm thêm một cái API rồi là hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi, thì cái luồng etoccard với lại place order của anh thì chưa có làm được ha. Cái luồng đó là luồng chính của một cái ứng dụng thương mại điện tử. Tất cả những cái khác nó chỉ tạo là row riêng thôi. Còn cái quan trọng nhất của một cái thương có trang thương mại điện tử lúc nào cũng vậy, nó phải là gì? Nó phải là em mua được hàng, em bỏ vào trong cạc và từ cái cạc đó em tính ra được cái order. Đó mới là cái luồng chính yếu và cũng là cái luồng quan trọng cơ bản nhất của một cái trang thương mại điện tử ha. Ok, mốc project này ok xong rồi, nhưng anh hy vọng em sẽ bỏ thêm thời gian để viết hoàn thiện giúp anh cái luồng đấy. Để sau này ấy, em có một cái gọi là một cái mindset tốt để khi đi phỏng vấn em sẽ làm tốt hơn. Được không? Ừ. Rồi. Đối với lại cái phần công việc này của em thì anh sẽ cho em được anh sẽ cho em được 9 điểm. Lẽ ra là không được cao như vậy đâu. Nhưng mà anh thấy tinh thần của em rất là tốt. Chất lượng công việc thì thẳng thắn với nó anh mà nói vẫn chưa đạt yêu cầu của anh, vì cái mong đợi của anh thì nó vẫn muốn là các bạn phải xong được cho anh cái luồng cạc. Nhưng anh đánh giá cao em một cái đó là thái độ làm việc rất là tốt và có chịu khó mày mò tìm hiểu đọc thêm, nên là anh sẽ để cho em 9 điểm. Rồi, có vấn đề gì không? Dạ không, Ừ, em rồi. kiểu có một số cái em hỏi thôi. Có thể nói rằng cái luồng authent và luồng author ấy nó là cái luồng rất là quan trọng trong hệ thống, nên thông thường ấy những người làm ra những cái luồng đấy phải là những người có kinh nghiệm kiến thức tốt mới được làm, những người mà kiểu fresher junior thì không được làm đâu. Cho nên là anh muốn các bạn làm một cái này ấy, đơn giản cũng một phần nó là cái sự thử thách của anh để xem được cái khả năng bung của tụi em bung được cỡ nào, đó bung được như nào, thì có mỗi có vẻ em là người làm tốt nhất, đúng ý anh nhất. Nên là anh cũng cho em điểm cao hơn so với người khác một chút, với lại thực sự phần này nó cũng tương đối là khó, anh thừa nhận luôn. Còn các bạn thấy ấy, các bạn viết API nó rất là nhàn đúng không, đâu có gì đâu đúng không? Đó. Cái này mới là cái khó này, cái này mới là cái mà chúng ta cần phải làm này đó. Nhưng nếu mà làm thêm được cái phần etoccard với lại place order cho anh là anh chắc chắn anh sẽ cho em 10 điểm. Nhưng mà em mới làm được có nửa luồng thôi, đó là cái luồng tạo tạo cạc, tạo các item, còn chưa tính được tiền cho anh này đúng không, chưa tính được tiền này, chưa có sửa được quantity này đó. Rồi
chưa có đi sang được order này, chưa có lịch sử order này đó, còn thiếu nhiều lắm. Ok rồi, không sao, anh đánh giá về là tốt rồi ha. Rồi, em muốn hỏi cái gì nói. Đây là em có mấy kiểu là cái ràng buộc về cái số cái độ dài của mấy cái string đồ anh ở trên anh có cần làm không? Có chứ em, ví dụ như database của em, cái name của em hiện tại nó chỉ tối đa là có 255 ký tự, mà ở trên code em lại truyền vào 500 ký tự thì nó trả lỗi. Là trên Đó. anh mình cũng phải cố gắng hết luôn đúng không? Nên có một là em gắn trực tiếp vào trong cái annotation, hai là em sẽ phải verify bằng tay, nhưng tất nhiên làm annotation cho nó nhàn. Ừ, rồi. Còn email email hình như là cũng giờ annotation luôn đúng không ạ? Đúng, email nó sẽ có một cái gọi là a còng email dùng để validator cái email đấy. Em thử đi là có liền à? Mở user lên sẽ thấy. Mà thường thường là không, các bạn sẽ verify ngay cái lúc mà người ta truyền vào ấy, tức là cái lúc mà DTO của em ấy là em đã phải verify sẵn rồi. Mở cho anh cái user DTO của em đi. Cái create user DTO ấy. Ừ, rồi trong cái email thêm cho anh cái chữ a còng email. Rồi. Chưa có rồi, ok. Vậy là bây giờ em Google cho anh đi. Nó hình như là nó là một cái thư viện đấy. Nó là thư viện Spring Validator ấy. Add thư viện đó vào là được. Ừ, đúng rồi, chính xác đấy. Spring Validation đấy, đúng rồi, chính xác nó đấy. Bỏ cái đó vào trong rồi thêm cho anh cái A cộng email là được. Hết sức đơn giản ha. Nó có cả verify độ dài này, verify giá trị tối đa này. Validate cả giá trị thấp nhất, lớn nhất, min max này. Rồi validate cả cái phần gọi là phần regex này, phần format dữ liệu truyền vào này. Đó, thì em thử cái đó đi nhá. Ừ, rồi, ok, hỏi gì tiếp nữa? Reload lại. Rồi bỏ cái vụ version đi, chạy theo cái version của thằng parent luôn. Cái dòng 67 ấy bỏ đi để cho nó chạy theo cái version chung của thằng parent luôn. Em biết cái vụ mà parent chưa? Parent tức là thằng cha ấy, cái version cha ấy, kéo lên trên đầu đi. Đó, nó sẽ có cái vụ mà đâu dòng nào ta? Đó, thấy không? Đó, tức là toàn bộ project sẽ chạy chung tất cả các cái thư viện Spring, nó sẽ đều chạy chung một cái phiên version là 2.7.7 cho đồng bộ. Rồi, và em không cần phải lựa chọn các cái ấy nữa. Được, ok. Đó, thấy không? Đó, có hàng xài nha. Ok, đó, em có thể thêm nhiều cái lắm, trong đó có thể là a còng min này, max này, rồi a còng email này, rồi độ dài này, size này, có hết luôn đấy. Thì Rồi, hỏi gì? anh không có làm Spring đúng không? Anh ấy hả? Có chứ, anh làm Spring mà. Sao vậy? Tại thầy thấy kiểu ý là nếu anh làm Spring cái kiểu anh để anh làm mối quan hệ với mấy cái bản này á là anh làm mấy cái nào kiểu mối quan hệ nhiều anh. Nhiều nhiều hả? Nhiều nhiều thì anh làm, bọn anh sẽ làm theo kiểu là hai cái one to many. Hai cái one one to many tức là cái hai cái bảng đầu many đúng không? Thì có một bảng association ở giữa đúng không? Thì cái bảng đấy nó sẽ có mối quan hệ one to many với hai thằng bên ngoài. Làm như vậy nó sẽ dễ làm cho em hơn, chứ em mà làm theo kiểu của em là em cực lắm. Em mà làm cái kiểu mà gom hai cái ID lại làm chung một cái ID ấy. Cách đó tất nhiên về học thuật thì đúng, nhưng cách đó mà ra môi trường thực tế mà em làm cái đó là rất là toang, tại vì nó rất là khó. Thứ nhất khó, thứ hai là khó để control. Mình là dev thì mình nên tìm những phương án nào mà nó tối ưu nhất, tức là sao? Đơn giản, hiệu quả nhất, chứ không nên tự mua dây buộc mình. Hiểu ý chưa? Chứ không Ủa, phải là tôi. nhưng mà nếu là nếu mà làm giả thì cái bảng association đó nó có tới tận hai cái khóa chính mà đúng không? Chỉ có một khóa chính thôi, đó là cái ID. Còn À lại mình chỉ tạo thêm hai một cái khóa kia chính thôi. là không, em chỉ tạo một khóa chính là ID thôi, còn hai cái khóa ngoại ấy, em sẽ để nguyên không làm ID, chỉ để làm ánh xạ khóa ngoại thôi, không gom hai cái đó lại làm khóa chính. Hiểu chưa? Bữa trước em làm ấy là em gom hai thằng đó lại làm khóa chính đúng không? Dạ đúng rồi. Và em thấy nó cực không? Cực vãi chưởng luôn chứ cực nữa. Đó, trong khi em chỉ cần để một cái ID cho nó ở ngay bên trên đầu, hai thằng còn lại là khóa ngoại thì em rất là nhàn để xử lý. Cho nên đi làm ấy, đôi khi đi làm mình phải tìm những phương án nào nó đơn giản và hiệu quả nhất, chứ mình không nên cứ đi theo những cái gọi là cái kiến thức gọi là học thuật và sư phạm nhiều, à học thuật nhiều,
Tại vì kiến thức học thuật ấy đôi khi nó áp dụng nó có thể được ấy, nhưng nó sẽ rất là tốn performance và tốn thời gian của các em, tốn cả thời gian của mình. Và mình đi làm thì mình còn quan trọng cả tốc độ của cái tính năng nữa. Vì deadline chỉ có 3 ngày mà em làm những cái em kêu là em muốn làm những cái nó mang tính chất gọi là nó hơi 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 ấy, hơi học thuật ấy, thì em sẽ tốn rất là nhiều thời gian của chính bản thân em luôn, và lúc đấy em sẽ phải OTSML ra. Hiểu chưa? Ok, anh làm Spring Boot khoảng gần 3 năm nay rồi ha. Nên là yên tâm đi ha. Không hướng dẫn Ý các là bạn không hướng dẫn bậy đâu. tại thấy anh biết nhưng mà kiểu có cái mấy cái này anh không làm á, nên là em thắc mắc. Mấy cái nào anh không làm? Ý là mấy cái làm ID của em á, kiểu kiểu gộp hai cái làm một cái ID á. Ừ, cái đó anh biết mà, cái đó bọn anh biết lâu rồi, nhưng mà tụi anh Ý là không làm thôi. tại vì em tìm toàn là Thái làm kiểu đó, nên là em chỉ làm theo được kiểu đó à, được em Ừ, không nghĩ đúng. là tách ra có một ID riêng. Đúng, trên mạng nó hướng dẫn tụi em làm kiểu đó, nhưng mà làm kiểu đó tụi em cực không? Cực anh Còn mệt. còn tụi tụi anh ấy, người đi làm ấy, người ta sẽ có những cái chiêu, người ta gọi là best practice. Tức là chiêu nào mà làm nó đơn giản, hiệu quả và chuẩn nhất người ta làm, chứ không phải người ta dựa trên mạng hết em nhá. Chứ người ta sẽ có những cái chiêu người ta gọi là best practice, và lúc đấy ấy, tụi em phải đi làm tụi em mới thấy được những cái best practice đấy. Ví dụ như optional là những cái best practice mà người ta luôn follow theo. Bây giờ người ta toàn bộ hầu như đều sử dụng optional hết. Rồi có một số các cái design button như là factory method người ta cũng sẽ hay dùng nhiều. Thì người ta có những chiêu riêng của người ta mà tụi em bây giờ chưa thể học được. Vì sao? Vì tụi em đang bị hạn chế cái gọi là cái kinh nghiệm. Tụi em chưa đi làm, tụi em chưa đụng vào project thực tế, nên tụi em chưa có những cái người ta gọi là kinh nghiệm đấy. Được chưa? Còn trên mạng thì tất nhiên là đầy, trên mạng trời đầy, trên mạng mấy thằng cha đấy toàn build theo kiểu là một cái project nhỏ nhỏ ấy, nhỏ xíu xíu à, đúng không? Nó toàn build cho em những cái Đúng project nhỏ xíu xíu, gọi là những cái không? ví dụ, Có example mấy thôi. trang hết Đúng rồi, còn ở đây ấy, em phải hiểu một điều là chúng ta làm một hệ thống rất là lớn và có rất nhiều thứ trong đó, hàng hàng trăm file, đúng không? Hàng trăm file, thậm chí hàng nghìn file, thì chúng ta người ta không sẽ không thể làm theo cái kiểu của mấy đứa con nít như vậy được. Cái đó người ta gọi là mấy đứa gọi là mấy bạn đấy, các bạn ấy chỉ đơn giản là viết bài học thuật để kiểu làm demo cho tụi em thôi, chứ đó không phải là những cái thực tế mà đi làm. Ví dụ em vào các cái bài học thuật đây, anh đố em tìm được cho anh cái mô hình mà mô hình DTO rồi service rồi repository rồi entity ấy. Đố tìm được đây. không có. Toàn bộ nó trả hết cho em là trả về entity đúng không? Dạ đúng Đúng rồi, nó đâu có dạy em những cái mapper rồi những cái converter đúng không? Đó, rồi những cái không? ưu tiêu chẳng hạn, không hề. Cái đó chính là những cái best practice mà người đi làm người ta mới có. Người ta gọi là những cái kiến trúc về project thực tế. Còn mấy cái kia nó là demo kiểu nhỏ 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 thôi. Làm gì có ai mang entity mà đi return đúng không? Cái đó là ăn chửi ăn gạch cả mặt đấy. Đi làm mà mang entity return là ăn chửi đấy. Chắc chắn luôn á. Đó thì đó là anh giới thiệu cho em xem một xíu ha. Không có những cái không phải anh không biết, nhưng mà biết không để làm gì, tại vì đơn giản nó không có tính ứng dụng thực tế. Cái quan trọng nhất là mình gì, mình phải follow vào công việc của mình tìm ra những giải pháp tốt nhất, nhanh nhất, tối ưu nhất để công việc của mình đi nhanh nhất, chứ không phải là mình gọi là mình tìm ra những, tức là không phải là mình tìm ra những cái khó rồi mình cứ quần 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 trong những cái khó ấy. Trước đây hồi mới đi làm anh cũng bị giống em, đó là anh thích theo kiểu là tìm tòi và làm những cái khó hơn người khác làm. Nhưng mà ấy, đến khi mà anh bị ông sếp của anh chửi mặt theo kiểu là tại sao đến giờ này deadline chưa xong, tại sao em cứ thích làm trái ý của anh, tại sao em cứ thích làm những cái mà em cho là đúng nhưng nó lại chậm deadline, trễ công việc của team, anh bị chửi khá là nhiều lần vì cái vụ đấy, cho nên sau này anh bỏ luôn, không không có làm thì kiểu vậy nữa. Được chưa? Ừ, đi làm nhớ, anh nhắc này, đi làm nhớ cái gì cũng vậy, cứ hỏi một tiếng ông sếp bảo làm sao thì cứ làm vậy. Đôi khi mình nên nghe lời một xíu, đừng đừng ấy quá, đừng, tức là anh biết là lúc các bạn mới trẻ, các bạn mới đi làm, các bạn mới ra trường thì các bạn rất là muốn kiểu tinh thần cống hiến rất là cao và các bạn muốn mình phải làm được những cái đặc biệt, những cái khó, những cái hay. Nhưng trong môi trường đi làm công sở ấy, nó không phải chỉ có tinh thần không là đủ, nó còn phải có nhiều cái khác lắm. Ví dụ như thái độ này, thái độ làm việc này. Đó, và rõ ràng những ông mà các ông ấy đã ở đây đấy lâu ấy, các ông ấy làm dự án đó lâu ấy, khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí 5 năm ấy, thì các ông ấy đều sẽ cực kỳ hiểu về hệ thống và các ông ấy có những cái chiêu rất là hay và riêng của các ông ấy. Cái tụi em cần khi đi làm không phải là thể hiện mà là học tập, học hỏi. Hiểu không? Ừ, rồi, sau này khi nào em cứng rồi, tầm 3 năm kinh nghiệm, 4 năm kinh nghiệm, 5 năm kinh nghiệm
lúc đấy ấy, em tìm ra người hỏi cũng khó, tại vì lúc đấy ấy, chỉ có người ta đi hỏi em thôi, chứ em không có kiếm được người hỏi đâu. Nên là thời điểm mới đi làm, cố gắng học hỏi, lắng nghe, học hỏi đào sâu nhiều hơn từ các ông, anh, các ông sếp, cố gắng thân thiết với các ông một tí, nói chuyện với các ông ấy cũng ngoan ngoãn dễ bảo một tí, rồi cái gì không biết thì gọi giả bảo vâng, rồi gọi là học hỏi từ người ta ấy, người ta sẽ chỉ cho em rất nhiều cái hay để sau này em bớt cực, để em làm project đó em bớt cực, hiểu không? Ừ đó, thì dù sao thì em đi làm thì người ta cũng thẳng thắn là em đi làm là em kiếm tiền, chứ em không phải là đi học như anh. Ví dụ như em đi học từ anh ấy thì anh có trách nhiệm phải hướng dẫn em, nhưng em đi làm thì người ta không có trách nhiệm phải hướng dẫn em đâu, công việc của ai thì người ấy lo. Nên tốt nhất là mình phải chủ động, mình phải năng nổ, mình phải nói chung là mặt hơi dễ thương tí để được sự hỗ trợ và được sự hướng dẫn từ các đàn anh đi trước đó. Đúng rồi, nên là đi làm thì lúc nào cũng vậy, anh luôn tâm niệm một điều rằng thái độ quan trọng hơn trình độ, nên là cố gắng ha. Nhưng mà thái độ của em thì rất tốt, nên là anh tin rằng em sẽ phát triển tốt trong cái ngành này. Cảm ơn. Rồi có còn hỏi thêm gì nữa không? Anh mới cái tóc thì thấy đầu hơi À ok, anh bữa trước anh mới thất tình nên anh buồn, nên là anh cạo đầu tí. Ok rồi, còn gì nữa không? Nếu không còn gì chắc mình kết thúc sớm ở đây ha. Ok rồi, thế vậy goodbye ha, chúc em thành công trên con đường sự nghiệp tương lai nhá. Rồi Chúc sau này anh hai phát triển tốt. rồi sau này 2 năm 3 năm nữa thì cố gắng, sau này 2 năm 3 năm nữa thì cố gắng, biết đâu lại giỏi hơn anh, lúc đấy lại leader các thứ, thì lúc đấy anh có nhắn tin thì cũng đừng quên anh ha. Kết bạn với lại Zalo của anh đi, sau này có gì thỉnh thoảng anh em mình cần thì trao đổi thêm, nếu khó khăn quá thì cứ nhắn tin cho anh thì anh cũng sẽ hỗ trợ thêm. Thôi vậy thôi nhá, bye bye nhá. Dạ, Bye bye em. Bye bye.